tin mừng theo Thánh Luca. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia tên là Đa-ca-ri-a. Vợ ông là bà Elisabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không ai chê trách được điều gì, nhưng họ lại không có con, vì bà Elisabeth là người hiếm hoi, vả lại cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa theo phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dân hương trong đền thờ của Đức Chúa, còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài trong giờ ông dân hương. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Đa-ca-ri-a bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Đa-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elisabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạc, rượu nồng, em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều người con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Đa-ca-ri-a thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng trầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến với ông và loan tin mừng ấy cho ông. Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi." Dân chúng đợi ông Đa-ca-ri-a và lấy làm lạ, sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế? Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elisabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng, bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời." Kế hoạch tốt đẹp của Chúa trên cuộc đời. Cả vùng núi Giu-đê sắp rạo rực niềm vui vì vị tiền hô của đấng cứu thế sắp chào đời. Ngài sẽ đi trước dọn đường cho vị cứu tinh xuất hiện. Mỗi một sinh linh chào đời đều là một quà tặng hào phóng của Thiên Chúa cho thế giới, và Thiên Chúa có kế hoạch của Người cho tất cả những ai hiện hữu trên đời này. Chỉ có điều chúng ta có muốn cộng tác với Thiên Chúa
để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta hay không? Gioan chào đời đã làm cho nhiều người được hoan hỷ, nhưng một Hitler, một Pol Pot chào đời sẽ làm cho thế giới phải sợ hãi kinh hoàng. Chúng ta có nhận ra kế hoạch tốt đẹp của Chúa trên cuộc đời của chúng ta không?